Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Gaming Minh và Di Khả kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em. Ở video lần này thì Khả sẽ soi xét đồ của cao thủ Đại Sư Quân cho anh em xem. Một trong những cao thủ xét bằng xét đồ khá đẹp. Hôm trước là Khả có soi đồ nhưng mà lúc đó bận lộn đồ nữa mà. Hôm nay thì Đại Sư Quân được cho mình xem tí nữa lên top 2 rồi top 2 rớt xuống top 3 rồi. Giết 131 mạng khá chắc. Rồi liên trả 19, tử vong 24. Một nhân vật nữ nha anh em. Và chúc mừng anh em, đây là một set Newton là anh em. Đó, khả năng bị đau răng nên thông cảm nha. Set Newton. Đó. Set Newton. Một set Newton mắt ổ, áo cực phẩm, dây chuyền mát, nhẫn mát, ngọc bội cực phẩm 25. Quá đẹp luôn. Đó. Một set Newton nha anh em. Kèm với một con tay kim quang, mắt ổ 2540. Và tay này thì nhớ không làm đâu giá chắc hơn 15 triệu nha anh em, hơn 15 triệu. Top 1 ban hồi vừa rồi. Hơn 15 triệu. Một con nón chón kháng hỏa 2540. Ôi, sinh khí 16 là khá đẹp luôn. Kháng hỏa 2540. Một đôi lưng 1520. 1520, thủ lý lưng chậm. Một đôi giày 35 kháng hỏa 7 và chón, tính ra được 80 chón. Lưng chậm này được 100 lưng chậm. Bao tay 40, ngọc bội gia truyền 40, đai lưng 20 là được 150 chậm. Và khăn lôi được 2 món. Khăn lôi 1 món, khăn lôi 1 món, khăn lôi 19. Và một cây lôi sắc nội công 177, quá đẹp. Và đang thủ cho mình một cái ấn phòng thủ lý 25, lượng thủ khá là cao. 25. Lượng thủ có thể lên đến 75+1. Kèm với mặt nạ kháng cảm 10. Và một cái phi phong kỹ năng cũng có một cấp. Và hiện tại đợt này đang bên ban hội 3 miền nha anh em. Và hiện tại nhìn sơ qua thì đang có càn khôn 2 cấp trên đầu. Kèm với một phi phong là 3 kỹ năng cũng có nè. Kèm với cái áo là 4 kỹ năng cũng có nha anh em. Đó, khá đẹp. Một cây lôi sắc nội công 177. Có thể nói là đây là độc quyền server. Độc quyền server. Đang ở đâu ra anh em ơi. Quá đẹp. Một set đồ quá quyền. Lượng hướng hỏi thì được 25 dưới này 7 được hơn 7x. Cái này kháng cả 10 nữa là hơn 4x. Kháng hỏa 40. Do này cũng hơi cắn lắc nha nên. Nên là bù lại kháng lo. Kháng hỏa ok như kháng, cũng như kháng lôi. Kháng lôi 19 là sinh lượng 130. Hiện tại set đồ này khá đẹp anh em ơi. Set Newton này thật sự là phải trên 10 triệu rồi. Set cực phẩm nha nè. Áo với ngọc bội này rất là có giá luôn. Gần đâu nó thì lúc đầu đua top mua chắc hơn 10 triệu á. Tầm này chắc cũng rẻ rồi. Rồi đó. Nên nhìn sơ qua thì những món đồ thực sự là sinh lực khá cao nè. Lực khá là đẹp. Lực khá là ok luôn. Rồi. Anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Đại Sư Huynh một like, một chia sẻ cũng như là ủng hộ video của Khả, một like share ủng hộ cho anh em ơi. Một set đồ khá ok nha anh em. Với 4 cái này cũng có thì thực sự Đại Sư Huynh đánh quá chắc anh em ơi. Ok. Quá ok luôn anh em ơi. Nó sẽ đồ quá chắc và kèm với một con bông tiêu. Bông tiêu này không biết vĩnh viễn hay gì đây. Nếu mà vĩnh viễn thì con bông tiêu này phải hơn 15 triệu anh em ơi. Hơn 15 triệu con bông tiêu này. Nếu vĩnh viễn. Cái set đồ này thì trên dưới gần 50 triệu đó nè. Bao tây ngựa, nếu ngựa bên viễn khả nghĩ như là ngựa bên viễn phải. Rồi. Hai món này không là hơn 30 rồi. Set Newton nữa. 4 ngoài kèm với ấn. Ấn này hơn chục, gần chục triệu nữa. Gần 50 triệu set đồ nè. Set đồ quá đẹp. Gần 50 chai. Đó. Rồi. Anh em xem video đừng quên cho một like ủng hộ cho nha em ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Anh em thích sau đồ cao thủ nào đi comment video tiếp theo. Khả năng sau tiếp nha anh em.